đây là tượng Ngọc Phật. Tượng Ngọc Phật Hòa Bình. Peaceful Crystal Buddha. Represent for the world peace. Hello. Một, hai, ba, bốn. A Di Đà Phật sẽ được thông báo với lại quý vị ở trong đạo tràng. Tối nay chúng ta sẽ có một cái thời để tam bộ nhất tái. Có nghĩa là chúng ta đi ba bước lễ một bước bắt đầu từ cổng với bốn cột trụ. Là cái cổng mà quý vị thấy có tấm thảm đỏ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lễ tam bộ nhất tái từ cổng cho đến lễ đài Phật Hồng. Thì bây giờ đạo tràng đang chuẩn bị ổn định, xin quý vị chúng ta nhớ là khi mà quý vị lên lễ đài đó, quý vị có chụp hình hay lễ Phật đó, thì quý vị phải áo dày ra để cho cái lễ đài được sạch sẽ, trang nghiêm và thanh tịnh. Vì khi tăng sẽ lễ lại